Linh xin kính chào các bạn. Thì hôm nay một lần nữa thì rất vui được gặp các bạn lại trong cái video này. Thì hôm nay Linh cũng giới thiệu sơ qua vài nét về bộ khuôn chữ nhật loại lớn này. Thì các bạn rất là yêu thích về cái mẫu khuôn chữ nhật cũng như là loại lục giác. Trên thị trường bây giờ thì các bạn rất là ưa thích cái mẫu khuôn chữ nhật như thế này đây. Thì từ cái mà nhu cầu đó thì chúng tôi tạo ra một bộ sản phẩm khuôn chữ nhật gồm có những cái loại giống như là 40 x 60 là 40 cm nhân cho 60 cm, 45 cm nhân cho 35 cm và 20 nhân cho 30 cm. Thì bộ khuôn này thì chúng ta sẽ test cái chiều dài và chiều rộng nó như thế nào, thì các bạn hãy theo dõi sau đây. Chúng tôi sẽ đo trực tiếp cho bạn xem ha. Về cái chiều lọt lòng của nó là 50 ha, các bạn thấy rõ ha, lọt lòng của phần này là 50 và cái chiều dài của nó là lọt lòng 80. Đây là loại chậu 80 nhân 50 cm. Thì các bạn đã thấy là những mẫu hoa văn của nó là tất cả các mặt của nó là đều hoa văn rất là sắc nét các bạn. Như các bạn đã thấy đây là hoa văn cây bonsai, thì chúng ta lên chậu chúng ta sẽ thấy rất là đẹp, vì ở đây nó có nhiều cái quả tiết rất là sâu và nó rất là láng mịn. Và thêm một cái phần chiều ngang của phần chữ nhật này thì các bạn đã thấy đây là những mẫu hoa sen, bông sen. Khi chúng ta làm xong rồi chúng ta sẽ giả đá xung quanh và ở đây chúng ta sẽ sơn màu vàng, nhấn những cái điểm nổi bật của nó màu vàng lên, màu vàng nhũ lên những cái loại hoa văn như thế này trên này nha. Và tiếp tục chúng ta sẽ coi mặt hoa văn đây rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, hoa văn hai bên hai cây nha, đó chính giữa là một mẫu hoa văn chi tiết rất là lớn. Khi chúng tôi sơn ra thì các bạn sẽ thấy nó là gì, cái này là cái bí mật ha. Khi chúng tôi sơn ra thì các bạn sẽ biết tất nhiên nó là mẫu hoa văn gì. Các bạn nhìn đây các bạn biết đoán ra hay không, nhìn từ ra số các bạn sẽ biết đó. Và tiếp tục cái mẫu hoa văn đây cũng giống như mẫu hoa văn bên đây là có cái hình hoa sen và những cái lá sen rất là sâu nằm bên trong. Đây là những cái chỉ của nó ha, và đây là những cái chân bên trong. Thì các bạn đã biết rồi, những cái chân bên trong như thế này đây thì chúng ta cũng làm tương tự những giống như những cái loại chậu kia, chữ nhật kia, chúng ta đều nhận cát xuống tới phần này nha, nhận cát tới phần này xong rồi chúng ta sẽ làm bề mặt ở trên, còn phần bên dưới này chúng ta chỉ việc là móc cát cho nó rộng ra và chúng ta sẽ đổ hồ vô trực tiếp. Thì khi dở ra thì nó sẽ bốn cái chân như thế, và phía trên thì nó sẽ có một cái đáy nằm phía bên dưới. Và bên trên đây thì chúng ta cứ làm bình thường, chúng ta cứ đắp lên tới đây và chúng ta chỉ việc chúng ta sẽ chà cho nó bằng cái miệng thôi. Thì những cái đó thì các bạn đã biết rồi, cơ bản các bạn đã biết rồi, quét dớt và chúng ta quét hồ dầu và chúng ta làm bình thường, chúng ta cứ lắp ốc chặt vào chúng ta làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo lắp ra cái phần quả tiết phía bên ngoài này, chúng ta xem kỹ hơn ha. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem kỹ hơn về cái quả tiết đó. Các bạn cứ yên tâm làm ha. Những cái loại này chúng tôi làm cái phần composite rất là nhiều, và cái phần bột thì hầu như là rất là ít và hầu như không có.
chúng tôi làm nguyên chất composite thì cái độ bền độ cứng của nó tùy theo một cái composite ít hay là nhiều, tùy theo cái cách pha trộn pha chế ha các bạn. Và chúng tôi sẽ tháo ra cho bạn xem ngay sau đây. Các bạn có thấy rõ mặt hàng bên đây không? Cái quả tiết rất là sâu. Như bạn thấy đây, quả dần rất là sâu và rất là sáng, rất là nét. Và chúng tôi sẽ đưa cho bạn xem cận cảnh hơn. Nó là những quả dần như thế này đây, rất là đẹp nha. Cứ thế chúng ta có cái phần làm dấu ở phía bên hông đây, thì chúng ta cứ việc chúng ta gáp vào và chúng ta bắt ốc vào thôi, chúng ta cứ làm bình thường. Thì cái phần này thì rất là dễ không, các bạn đã làm quen, đã từng mua khuôn của chúng tôi qua thì các bạn đã biết làm về cơ bản. Chỉ việc cái khuôn chuyên nghiệp này thì nó hơi khác so với khuôn lục giác một chút, về cái phần nhận bốn cái góc nó xuống thì nó hơi khác phần đó thôi. Còn lại thì tất cả các bạn làm đơn giản. Không phải chúng tôi không làm phía bên trong này để tiết kiệm về cái vật liệu, thì giống như chúng tôi làm chỗ này chúng tôi cũng sẽ tính tiền thôi. Nhưng mà tại sao chúng tôi không làm bên trong mà chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn như thế? Vì cái thứ nhất thì sẽ giảm được cái chi phí cho các bạn. Cái thứ hai thì nó rất là đơn giản, rất là dễ làm. Khi mà chúng ta làm như thế rồi chúng ta cứ gỡ khuôn ra rất là dễ. Còn nếu chúng ta làm miếng bên trong đây thì chúng tháo ra rất là khó ha. Chúng ta làm như thế thì rất là dễ. Chúng ta làm xong rồi chúng ta tháo ra bốn cạnh là chúng ta sẽ được một cái chậu hoàn thiện. Thì một lần nữa cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên khuôn chậu cảnh Nam Hùng. Và cũng sắp đến Tết 2019 thì Linh xin chúc các bạn thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công và làm ăn về bên lĩnh vực khuôn chậu hoặc là bên lĩnh vực chậu kiển sẽ gặt hái nhiều thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.